Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thiện Nhân đáp trả cực gắt với người hâm mộ khi được khuyên về nhà. Những ngày qua, vụ việc quán quân giọng hát Việt nhí 2014 Nguyễn Thiện Nhân mâu thuẫn với gia đình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Lời phân bua đấu tố lẫn nhau giữa hai phía khiến dư luận bùng nổ, không biết nên tin vào ai. Mới đây, nữ ca sĩ đã có phản hồi cực gắt với một fan khuyên cô nên quay về nhà cụ thể trên facebook cá nhân của thiện nhân một người hâm mộ đã để lại bình luận khuyên nữ ca sĩ nên quay lại với gia đình rằng về nhà đi má tướng má không hợp làm lgbt thay vì lịch sự đáp trả nữ ca sĩ còn hồ theo thoải mái xưng má con với vị pha này thiện nhân gây gắt đáp trả chuyện nhà má để má tự giải quyết con con rảnh quá hả má đâu có mượn mướn con nhắc má đâu con à, con ăn ở không, đi nhắc má sao má không bực được con. Con vô trang cá nhân má lo chuyện bao đồng, mới được nhiều like cho sự bao đồng của con đó. Thứ hay ho gì mà khoe hả con? Thiện nhân gây gắt đáp trả người hâm mộ khi được khuyên về nhà đây thiện nhân cũng đã chia sẻ trạng thái cho thấy bản thân quyết tâm rời khỏi gia đình trong ồn ào nữ khách sĩ đăng tải lên trang cá nhân rằng bạn càng nhúng nhường người khác càng lấn tới bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm bạn càng mềm lòng, người khác càng tham lam đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác thử hỏi khi bạn gặp khó khăn có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn nữ khách sĩ thể hiện quyết tâm của bản thân giữa ồn ào Hiện tại, những lời lẽ đáp trả gắt gỏng của thiện nhân với người hâm mộ đang thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ nên chú ý ngôn từ và tiết chế cảm xúc giữa ồn ào. Chị gái ruột tiếp tục tố người yêu đồng giới của thiện nhân. Sau buổi live stream thiện nhân lên tiếng tố anh chị ăn bám suốt 8 năm và bên vật người yêu đồng giới của mình, gia đình nữ ca sĩ cũng đã có buổi gặp gỡ truyền thông. Chị gái thiện nhân tiết lộ thêm về việc người tình của em nhiều lần nhắn tin riêng cho cô. Chị gái thiện nhân cho biết, trước đây người yêu đồng giới của em gái từng nhiều lần nhắn tin rủ rê đi chơi. Không chỉ vậy, NT còn liên tục bày tỏ mong muốn được đến nhà của nữ ca sĩ. Chị gái thiện nhân chia sẻ, chị đó đã nhắn tin cho em rủ đi cà phê với chị. Lần đầu tiên em đã từ chối không đi, chị rủ tiếp đi xem phim nhưng em cũng không đi. Đến lần thứ ba, chị rủ nữa nhưng từ chối hoài cũng kỳ nên em nhận lời đi và có cả bé nhân theo cùng. Trong buổi gặp mặt đó người này lại muốn qua nhà, lúc này em bắt đầu đặt dấu chấm hỏi, tại sao một thời gian dài không xuất hiện nhưng giờ đây dồn dập muốn tiếp cận với gia đình em lại, lần đầu muốn qua nhà thì em cũng từ chối, một hai ngày sau lại tiếp tục nhắn tin nói muốn qua nhà, muốn ăn cơm em nấu, chị em mình nói chuyện Em cũng lựa lời từ chối, nhưng người đó vài ngày sau lại tìm cách nói muốn qua nhà. Bên cạnh đó, mẹ ruột thiện nhân cũng lên tiếng dạy dỗ hai anh chị của nữ ca sĩ. Bà nhắn nhủ đến các con rằng, em nó còn nhỏ, nên nó nói cái gì thì hai con bỏ qua tất cả. Giang rộng vòng tay để đón em mình về nhà thôi, không có nghĩ gì về em mình, vì em mình quá khờ. Hai con nên suy nghĩ lại, tha thứ cho em. Mẹ ruột dạy dỗ khuyên anh chị thiện nhân phải bỏ qua cho em gái. Bà rất buồn khi con gái rồi khỏi nhà và không liên lạc với gia đình. Tiếp theo, chị gái thiện nhân còn khẳng định rằng cô cảm thấy thương và hoàn toàn không giận em của mình. Chị gái của nữ ca sĩ bộc bạch, em với anh Tư cũng không hề giận bé nhân xem livestream nhưng em cũng không giận mà còn thương hơn vì bé nói những lời thiếu suy nghĩ thì người bị chỉ trích sẽ là em gái của em. Còn phần em thì ra đường, cũng chẳng ai biết em là chị của Nhân. Em cũng không để ý mọi người nói mình ăn bám ra sao, chỉ cần em gái được tốt nhất là đủ. Những thông tin về ồn ào giữa Thiện Nhân và gia đình đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Hiện nay Thiện Nhân chưa lên tiếng sau những lời chia sẻ của gia đình cô. Người hâm mộ mong rằng đội ca sĩ và người thân sẽ có hướng giải quyết em đẹp hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.